Ngày 14 tháng 6, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên là trưởng xóm và tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta, xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chuyên đề về đảng cầm quyền và xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và một số nội dung về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, các học viên còn được đi thực tế để học tập kinh nghiệm. Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ trưởng xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện được cập nhật kiến thức, bồi dưỡng lý luận, tiếp thu, thực hiện tốt kỹ năng quản lý điều hành. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn công việc tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong tình hình hiện nay.